văn hóa cảm xúc, kỷ niệm và sự tỏa sáng trên sân khấu. Những chương trình live show của nghệ sĩ Gia Bảo, đoàn thanh Nga cải lương luôn là dịp để gợi lại kỷ niệm và tỏa sáng của những nghệ sĩ lão thành. Gia Bảo, người đứng ra tổ chức hầu hết các live show này, muốn giữ lại hình ảnh của những cô chú bác nghệ sĩ lão thành, đặc biệt là những người đã từng cộng tác với đoàn thanh Nga. Các live show của nghệ sĩ Hồng Nga, Bảo Quốc, Thanh Hằng, Minh Cảnh và nhiều vở cải lương xưa tái dựng như Tiếng Trống Mê Linh, Nửa Đời Hương Phấn, Bên Cầu Dệt Lụa, Đời Cô Lựu, Lan và Điệp đã quy tụ được rất nhiều nghệ sĩ thế hệ vàng như Phượng Liên, Ngọc Dầu, Chí Tâm, Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Tú, Thanh Sang, Bích Hạnh, Thanh Tuấn, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Kiều Mai Lý và nhiều tên tuổi khác. Những live show này cũng là dịp để những nghệ sĩ cố tình tứ gặp lại nhau và cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng đằng sau những niềm vui là những cảm xúc thương tâm khi nhìn thấy những nghệ sĩ đã từ giã sân khấu một cách vĩnh viễn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã ra đi sau vở Tiếng Trống Mê Linh và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ cũng từ giã cõi đời ngay sau vở Lan và Điệp. Nghệ sĩ Hồng Nga sau live show của bà đã bị giảm trí nhớ trầm trọng do bệnh của người già. Những sự ra đi đó khiến Gia Bảo càng có thêm động lực để tổ chức các chương trình kỷ niệm và ghi nhận sự tỏa sáng của những nghệ sĩ trên sân khấu. Văn hóa cảm xúc, nghệ sĩ cải lương thế hệ vàng, hành trình tỏa sáng và gánh vác truyền thống. Cải lương là thể loại nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, thu hút không chỉ những khán giả trung niên mà còn cả thế hệ trẻ. Giá vé của các live show cải lương có mức trung bình khoảng dưới 1 triệu đồng, không cao hơn so với vé ca nhạc của các ca sĩ trong nước. Ông Bầu Gia Bảo, người tổ chức nhiều chương trình live show cải lương, đặt mục tiêu giữ vững hình ảnh của những nghệ sĩ lão thành, không chỉ là kiếm tiền. Thực tế các nghệ sĩ cải lương thế hệ vàng đều đã vào độ tuổi trung niên và cao niên, với nhiều nghệ sĩ đạt đến độ tuổi trên dưới 70, thậm chí nghệ sĩ Minh Cảnh đã 86 tuổi. Dù không thể ca diễn như thuở thanh xuân, họ vẫn giữ được giọng ca khá tốt và cất giọng lên khán giả vẫn suýt xoa. Tuy nhiên, với sức diễn giảm sút khá nhiều, ông Bầu luôn cân nhắc chọn những vở tuồng hoặc trích đoạn giúp giảm bớt áp lực cho nghệ sĩ. Để gánh vác truyền thống và tạo mối liên kết với khán giả, ông Bầu Gia Bảo thường chọn những gương mặt trẻ tài năng để chen vào các chương trình. Những nghệ sĩ trẻ như Trọng Phúc, Tú Sương, Trinh Trinh, Tấn Beo, Chí Linh, Hồng Loan, Cẩm Ly, Linh Tâm, Hồng Đào, Hiếu Châu, Thành Lộc, Hiếu Quốc, Kim Tử Long, Bình Tinh, Võ Minh Lâm, Vũ Luân, Phượng Loan, góp phần tạo sự đa dạng và hấp dẫn cho khán giả, đồng thời giúp chia sẻ gánh nặng biểu diễn cho đàn anh, tạo điểm nhấn mới cho sân khấu cải lương truyền thống.